chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục kiện nhà nông của đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, trong những năm gần đây, việc hình thành vùng sầu riêng Việt Gáp ở Đạo Ai đã mang đến nhiều đổi thay cho người dân nơi đây. Giá trị kinh tế từ cây sầu riêng tăng rõ rệt. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Năm 2018, tổng sản lượng sầu riêng trên địa bàn huyện Đạo Ai ước đạt hơn 19.000 tấn, mang về hơn 700 tỷ đồng cho người dân địa phương nhiều hộ dân có mức thu nhập từ 2 đến 4 tỷ đồng nhờ cây sầu riêng. Cá biệt có hộ thu gần chục tỷ đồng nhờ canh tác theo quy trình việt gáp. Trồng sầu riêng theo hướng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đang là hướng đi mà chính quyền và nhân dân địa phương chú trọng hướng tới. Nhà nông Phạm Doãn Chính ở xã Hà Lâm có hơn 4 hecta sầu riêng, trong đó có hơn 2,5 hecta đang cho thu hoạch. Với kinh nghiệm hơn 13 năm chăm sóc sầu riêng, Khu vườn này của anh cho năng suất mỗi năm hơn 20 tấn một hecta, chủ yếu là các giống sầu riêng của Thái Lan. Với tầm nhìn xa, anh cũng đã xây dựng vườn theo quy trình Việt Gáp để nâng cao chất lượng sầu riêng. Đồng thời, anh cũng làm một trong những thành viên sáng lập hợp tác xã nông nghiệp du lịch Miệt vườn Hà Lâm với vai trò phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. Chủ trương tất cả cái đó chủ trương của 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 uh, cấp trên Đảng và chính quyền đưa ra rất là đúng, ngay cả Việt Gáp hay tới đây là truy xuất nguồn gốc. À, thì lâu nay bà con mình là làm theo cái uh, tự do Làm kiểu là cũng là uh, may rủi Nhưng mà nếu mà tất cả quy trình mà đưa theo làm Việt Gáp như này Thì uh, về cái bền vững lâu dài Thì mình nên phải làm Việt Gáp hay là Lô bò Gáp Hay là truy xuất con gốc tới đây là hợp tác xã đăng ký làm rồi Của huyện Đông Hoa đã 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 triển khai làm rồi Nhà nông Phan Quang Thực ở thôn Phước Trung xã Phước Lộc Cũng là một trong những nông hộ chuyển đổi từ trồng sầu riêng truyền thống sang thực hành theo Việt Gáp mùa sầu riêng 2018 với 7.000 m2 sầu riêng canh tác theo quy trình Việt Gáp, anh thu được sản lượng gần 20 tấn quả, cao hơn so với mặt bằng chung trung bình là 10 tấn một hecta ở Đạo Ai. Quy trình của cây sầu riêng Việt Gáp thì đảm bảo được cái quy trình mà trái cây sạch thì sẽ tiêu thụ được tất cả các cái siêu thị ở trong nước và một số nước khác ví dụ như là À, sang châu Âu chẳng hạn thì giá cả của cái trái sầu riêng nó sẽ cao hơn nên uh, hiện tại thì huyện ủy ủy ban nhân huyện là um, vận động toàn bộ nhân dân trồng cây sầu riêng ở trong huyện uh, đăng ký theo mô hình việt gáp để sản xuất được trái sầu riêng nó sạch và đảm bảo được cái nguồn ra nó ổn định giá cả ổn định không phụ thuộc vào thị trường của Trung Quốc. Thời điểm hiện tại sầu riêng Lâm Đồng đang có mức giá khá cao do đang ở thời điểm đầu vụ, một số ít cây cho quả. Và vùng sầu riêng ở Lâm Đồng, cụ thể là huyện Đạo Ai, đã dần dịch chuyển sang trồng theo hướng công nghệ cao, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt việc gáp với mã tri xuất nguồn gốc và chất lượng sầu riêng được đảm bảo. Các bà con nông dân và các bạn sau khi cây sầu riêng độ hoa thì làm cách nào để có thể giữ trái và có được những trái sầu riêng chất lượng. Đây là câu hỏi của rất nhiều bà con nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhà nông Phạm Doãn Chính để cùng tìm hiểu nhé. Vâng xin chào anh ạ. À, xin anh chia sẻ một số những cái kinh nghiệm chăm sóc sầu riêng sau khi ra hoa và giữ trái ạ. cũng như là cái kinh nghiệm của tất cả các bà con làm sầu riêng lâu nay thì sầu riêng trước khi và ra hoa thì mình đã có một cái quy, quy trình để mình xử lý. Xử lý cho ra hoa đồng loạt, sau đó mình xịt những cái vừa phun những cái thuốc và những cái phân bón qua gốc để giữ cho cái hoa nó khỏe. Và khi nó trổ hoa nó được đồng đều thì mình tỉa bớt những cái hoa ngoài đầu cành, những cái hoa nó mọc không đúng cái vị trí như muốn của mình. Sau khi đó thì thời điểm đó thì mình căn lượng nước, mình tưới làm sao cho đủ đủ độ ẩm cho đều thì hoa nó khi nó nở nở sau sau khi nó hoa nở được một tuần, một tuần lễ đó thì mình kết hợp phun những cái thuốc để mình giữ như bo hay là những thuốc phân dưỡng phân bón lá để dưỡng những cái cái, cái 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 quả của mình sau khi nó xả nhị đó thì nó giữ được dai cuống và nó đậu được theo ý mình thì mình kết hợp vừa tưới nước để đúng tiêu chuẩn rồi cái phân thuốc đó mình đi phải đợi, đợi ít nhất phải sau khi xả nhị mình phun được hai lần vừa bo và kết hợp những phân và bón lá thì nó mới làm cho cái quả sầu riêng mình nó vừa phát triển mạnh mà nó không tránh nó rụng và mình căn cái, uh, trên cái cây sầu riêng mình cái lượng uh, chất dinh dưỡng làm sao cho nó phù hợp cũng không cái gì được là nước không được dư và phân bón cũng vậy thì nó uh, cho cái giai đoạn nó rất là nhạy cảm nó thừa nước không được mà thừa phân không được thì theo kinh nghiệm mà con làm nó là như vậy Vâng thưa anh, à, vậy thì vấn đề quản lý dinh dưỡng cây sầu riêng đặc biệt là trong giai đoạn mà cây sầu riêng đang nuôi trái thì như thế nào để giúp cho cây sầu riêng có thể đạt được cái chất lượng tốt nhất và cao nhất ạ? À, trong cái giai đoạn cây sầu riêng à, à, anh em tôi thường nói cái giai đoạn cây sầu riêng mà đang bắt đầu khi cả những thời điểm nó rất là nhạy cảm. Nó thời tiết đang nắng đổ mưa ra trái mùa này thì anh em tôi mặt đi thăm quan thăm, thăm à, vườn ngay để xem mình có cái biến động về để mình xử lý tình huống thì nó mới hiệu quả được hay căn theo cái thổ những từng vườn hay là cái cái cây cây sầu riêng phát triển à, và cái chất dinh dưỡng đó thì mình, mình phải nó phải có một cái cái cơ bản cái cây sầu riêng đó là mình làm cơ bản nó theo quy trình từ khi phục hồi đến khi bắt đầu mình làm ra uh, hoa nó để xả nhị là mình có một quy trình chuẩn rồi từ nước phân hay là đọt ở trên sau khi nó uh, xả nhị là cái cái chết cái bộ lá mình phải đủ đã và nó khỏe cây khỏe không bệnh xong à, đó thì mình cái chất dinh dưỡng đó thì mình bổ sung cho À, nó thì cũng đó là nó phải mình phải tìm hiểu nó cái nhu cầu lúc đó là nó cần những cái thuốc phân gì đó giả tỷ như bên hợp uh, tác xã của, uh, của 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 bên uh, du lịch vườn biệt vườn Hà Lâm thì chúng tôi đang làm theo uh, quy trình của bên Dona Sài Gòn thì có những cái phân thuốc là sau trước khi sản nhị và sau sản nghiệm nó được, là đã làm năm nay năm thứ ba rồi rất là hiệu quả thì uh, cái cái đó cũng chia sẻ trong hợp tác xã của uh, bà con nông dân của Hà Lâm thì cũng nhiều vườn làm nó là thành đạt Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Dạ, xin cảm ơn chị. Thưa bà con và các bạn, cây điều vẫn được xác định là cây chủ lực của huyện Đạo Ai. Và trong thời gian qua, những giống điều ghép mới thay thế giống cũ với năng suất vượt trội, chất lượng đảm bảo đã giúp cho người nông dân có thể phát triển ổn định với cây điều. Mời bà con và các bạn tiếp tục theo dõi những ghi nhận tại vùng điều Đạo Ai. Gia đình ông Phạm Ngọc Hùng ở tổ dân phố 10 thị trấn Madagui, huyện Lào Ai, gắn bó với cây điều từ những năm 1990. 20 năm trồng điều với bao thăng trầm cùng với giống điều hạt. Vài năm trước khi giống điều mới như AB0508, BN1 có mặt trên thị trường, ông quyết định chuyển đổi 2,5 trên 3 hecta điều sang trồng giống điều cao sản này. Năm nay là năm thứ ba ông trồng các giống điều mới và năng suất đạt khá cao 2 tấn một hecta. Ước tính sang năm thứ tư, năng suất sẽ đạt từ 4 đến 5 tấn một hecta. Thế thì qua một năm thứ nhất, năm thứ hai thì cây điều nó ra bói thì coi như là mình nhìn thấy nó có khả thi. Cho nên là vận động bà con và bản thân mình tiếp tục chuyển đổi. Đến nay là tôi đã chuyển đổi được 2 hecta rưỡi rồi. Chỉ còn 5 sào trên đỉnh cao nữa, năm nay tôi chuyển đổi lốt là tôi hoàn thiện coi như là cái giống điều mới này cái giống điều mới này là ưu điểm của nó là thứ nhất là cây nó rất là phát triển mạnh, một nó thấp là cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái năng suất của nó rất cao. như cái nhược điểm của nó thì nó là một cái giống cây ép mà cái mầm của nó là rất là non, nó lại phù hợp với lại các cái loại côn trùng như bọ chít mũi hoặc là con bọ Cho nên và con đến thời điểm mà từ tháng 10 trở đi là lúc bây giờ là bọ xít mũi bắt đầu nó phát triển thì phải đề phòng mà xịt là xịt định kỳ chứ không để đến lúc mà phát hiện ra nó khô rồi thì không thể nào diệt được nữa Đấy nên là mình phải xịt trước khi đó khống chế không để cho nó để trứng và có bọ xít con thì là mình sẽ thắng đợi. hiện cây điều đang trong giai đoạn tỉa cành tạo tán với kinh nghiệm của mình ông phạm ngọc hùng đã khống chế được tình trạng bọ xít mũi gây hại nghiêm trọng trên những vườn điều trong những năm vừa qua. Do giống điều mới này khá thu hút côn trùng, nên việc phòng trừ không được chậm trễ. Dự tính cuối năm nay, toàn bộ 3 hecta điều của nhà nông này sẽ chuyển hết qua trồng giống mới. Riêng về cái phòng trừ bệnh tật này thì sau khi thu hoạch xong ấy là mình phải chỉ trong một nước thuốc để làm gì để coi như là cũng như là rửa cho những cái vết của những cái cây điều này khác các thứ rồi những cái con trùng mà nó đến để nó ăn những cái trái nó kia các thứ để cho nó thoáng vườn. Đấy là trước khi coi như là bước vào mùa mưa. là Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là phải tỉa cành tạo tán cho thật thưa. Tại vì cây điều này là quả nó đầu cành. Trong đừng để rậm thì bọ chít, muỗi cũng như các cái loại côn trùng khác nó không xâm phạm để mà nó làm hại cây điều được. Là cái thứ hai, cái thứ ba nữa là bắt đầu từ tháng 9 trở đi là khi cây điều bắt đầu đỏ lá anh phải xịt từ lúc bây giờ rồi xịt ngay từ lúc bắt đầu cái điều đỏ ná thì nó không có cái bọ xít nó tới để nó để trứng đó mình phòng trừ ngay như đấy nó cái nhất cái thứ hai khi bắt đầu ná nó nó đỏ ra cái thì bắt lại phải xịt tiếp đấy, xịt đến khi nào mà coi như nó ra hoa mà nó ra quả con mình không thấy coi như một cái đọt nào nó bị đen bị cháy thì là được riêng bản thân tôi năm nay tôi xịt đúng 11 lần tức là 10 ngày tôi xịt một lần đấy nhưng thực tế tiền thuốc cũng không hết nhiều bởi vì chủ yếu mình là xua đuổi cái bọ xít mũi đi là thành công còn riêng cái giống điều này là ba cái dẹp lại ba cái côn trùng khác thì nó lại không xâm hại mấy và chủ yếu là bọ xít mũi thôi theo bà con nông dân và thông tin từ phòng nông nghiệp huyện đạo ai các giống điều mới ra nhiều đọt trái nếu so sánh với giống điều hạt phải mất từ 4 đến 5 năm mới cho trái và năng suất ban đầu chỉ vài tạ một hectare thì giống điều mới cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Không chỉ thu hoạch với năng suất vượt trội, chủ vườn còn có thể bán chồi cho những người có nhu cầu ghép nhân giống. Ở về huyền đào Hoai thì cây điều vẫn là một trong những cái cây trụ lực của huyền à, trong cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hiện tại thì à, huyền tập trung à, à, khuyến cáo bà con à, giữ lại cái diện tích điêu đối với trên những cái diện tích đất mà khó chuyển sang các cây trồng khác à, cụ thể như những cái vùng đất cao những cái vùng mà khó có điều kiện để tưới hoặc là một số điều kiện khác để giữ lại cái điều trong các cái năm tới à, theo cái định hướng của huyện thì à, tiếp tục hướng dẫn bà con à, thực hiện cái việc thâm canh à, đúng quy trình và thực hiện cái việc cải tạo lại các cái vườn điều cũ à, trong các cái năm tới bằng các cái giống mới và các cái phương pháp canh tác mới để bảo đảm cái năng suất cao. Hiện nay toàn huyện Đạo Oai có trên 10.000 hecta điều, trong đó có hơn 1.000 hecta đã chuyển đổi sang giống điều mới. Với ưu điểm của các giống điều mới là hạt to, tròn, tỷ lệ nhân cao, mùi vị không khác biệt so với các giống điều cũ, nên đây đang là một trong những hướng chuyển đổi mà bà con nông dân trồng điều rất quan tâm. Tuy nhiên, để năng suất cao thì những giống điều phải được chăm sóc kỹ, không thể lơ là như cách trồng điều truyền thống bà con và các bạn thân mến chuyên mục chuyện nhà nông kỳ này của đài phát thanh truyền lâm đồng xin được khép lại tại đây cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi tạm biệt